Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Không nhận mình thông minh, không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa, trống trơn vậy? Trời ơi, không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà, dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Chưa có thê lương đâu, còn thê lương hơn nhiều cả. Tao tới nước đường cùng như vậy mà mày còn nói không thê lương là sao? Chưa có tới đường cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ba suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ cho mặt con, ông nói ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, rồi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt, khỏi cần thông báo. Sao mày nói kỳ vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi, bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ. Đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt nữa. Khi tôi sinh ra mang được hai tiếng tù. Bà nín đi. Bà không có quyền hát bài này. Bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi. Con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổn nha mày. Nhà này phải có trên có dưới à. Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày. Con không có dám la ba. Sách có câu á, tại gia tòng phụ. Ngày nào mà còn ở với tao á, tao làm cái gì mày đã phải làm theo cái đó. Hay quá, cái câu này hay quá. Con mà làm theo ba, bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi. Ba nghĩ sao vậy? Đây nè, con nói thiệt với ba, vì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mày nhục cái gì? Con đi qua nhà cô Tám, con mượn gạo. Con năn nỉ cô Tám cho con mượn một lon gạo, con nấu cháo đi, coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ, cứu nạn một lon thôi. Ba chỉ trong mặt con, ba mày thiếu tao 20 kg chưa trả rồi. Xong con mới nói 20 kg cô cho mượn được, không lẽ một lon cô đành đoạn không cho sao? Bà nhất định không cho ai. Xong rồi bằng cùng xin đạo tặc ba. Sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô Tám ơi, cháu bà bị đụng xe, bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. Có khách tới rồi, nhà không có ăn mà còn mời khách. Ờ không có. Tao nghe kỹ rồi. Tiếng thằng Sáu Quýt. Sáu Quýt là ai? Xã hội đen. Trời ơi, đàn em có chửi nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói tao có nhà cái chưa. Ê, còn nhà sao? Còn con sao? Kệ mày. Ba. Quan tài có nhà không? Quan tài có trong không? Ba mày đâu? Ở đây không phải chạy hòm, không có quan tài. Tao hỏi ba mày đâu? Ba con à. Đâu? Ba mày đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Trốn à. Trốn đâu? Trốn rồi. Trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu, ở đây đâu có chỗ trốn. Lôi nó lên mày. Dạ. Đừng lôi, gia đình này không có hành động lôi kéo để mời đi. Mời ba ra có khách. Ba mẹ mày, thằng bất thiếu. Đứng thẳng lên cho anh hùng. Anh Quýt. Mày tính trốn tao mày? Dạ đâu phải trốn. Dạ. Làm gì á? Dạ. Quan gặp Quýt quýu quá. Anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. Trời ơi, trong nhà bây giờ
có con gà mái tơ nuôi của ông đó mới luộc chấm muối tiêu rồi. Cho tôi khóc món nợ vài ngày đi anh. Xít đồ nó mày. Chú con lại chú. Nhà còn có cái tivi, chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. Ông ái mộ cái thằng tài tử chơi song vong mà ông giữ cái tivi lại. Chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dạ mày. Quang. Dạ. Mày thiếu nợ đại ca ta bao nhiêu cây vàng mày nhớ mày? Dạ nhớ, lúc mượn 10 cây, tiền lời cắt cổ là... Hả? Dạ không, tiền lời nhẹ nhàng, vốn lẫn lời là 22 cây à. Rồi mày tính chừng nào mày trả? Dạ, chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba, cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Bây giờ đó, đời của ba ăn mặn thì ba đừng có bắt đời con khát nước. Rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu tội nghiệp đó. Con lại chú, con chỉ cho chú một cái chiêu. Chú bằng bất cứ thủ đoạn nào mà chú có thể lấy được số nợ này thì con mời chú lấy. Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này, con nói thiệt chú, con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú. Dạ rồi. Ở đây ca, làm sao quyết đây? Sao? Thằng chủ tiệm vàng Kim Tâm nó giật đại ca luôn 15 cây nó không trả hả? Bây giờ đại ca muốn sao? Chặt tay nó hả? Chặt tay nào? Nó thuận tay trái hay tay phải? Tay trái phải không? Chuyện nhỏ. Được, em đi liền. Ê. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm vàng Kim Tâm. Dạ. Sau rồi đó tao quay trở lại nó xử mày, ok? Đi mày. Cái tiêu quay. Cái. Trời ơi. Bàn tay nằm ngon ba vẫn kêu xa. Ba ơi, tiệm vàng Kim Tân có 15 cây thôi mà nó quất hết một màn. Ba tới 22 cây chắc nó quất luôn một cặp luôn rồi. Bây giờ sao con? Bây giờ ba trốn đi, nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp, con bức xúc con cũng chảy ra. Sao con đâu? Bây giờ ba qua nhà bà Chính ba trốn đi. Bà Chính là con thiếu nợ luôn. Trời ơi, vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết rồi, chỗ đâu ba dung thân đây? Đau đầu quá. Giờ... Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên Quang chưa đủ, sao ba còn đặt tên Tài? Sớm mà kêu một lần hai cha con một lượt kêu quan tài là thấy tiêu diêu. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhau không? Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tên Quan là vì muốn tao làm quan. Tới khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quan tài đây là phối hợp giữa chức tước giữa tiền tài, mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy quan tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Ba chưa có nghe cái câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tôi chết rồi. Gái tới thăm. Gái nào? Mẹ tư chủ nhà. Tới đầu nợ, tao trốn nữa. Trời ơi, buổi sáng này nguyên cái liên khúc này. Cô Tư là cô Tư tới chơi, cô Tư. Tới chơi cái gì? Ba mày đâu? Ba con đi đánh số đề là phải không? Tao nói thiệt nghe, tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi. Cha con của mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà, bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường. Ủa mà còn cái gì nữa đâu, dọn thằng nào lanh tay dọn nước hết trơn rồi. Hồi sáng có tốp vô nó khiêng đi rồi. Đó thấy chưa, bởi vì tao nói ba mày tệ hết sức tệ. Không lo làm ăn, lo đánh số đề cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi. Hên cho tao nghe. Ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày, trời bây giờ cũng tàn một đời qua. Xí. Hả? Chị Tư, đáng lẽ tôi núp luôn ở tổng rồi. Nghe con này tự ái mới ra này. Chị nói vậy con tôi nó hiểu lầm tôi thì sao? Sao? Tôi long trọng cải chánh. Hồi đó đó là tôi không chịu chị, chứ không phải là chị không ưng tôi. À, bây giờ anh hối hận anh tiếc phải không? Tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm. Nhưng mà muộn rồi nha anh. Giáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi. Bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo chứ gì. Không không có, cái này con cải chánh bị ba con tâm sự à. Bạn bè dúng bạn bè lắm. Sao tâm sự? Ông tâm sự là ngày xưa ông chê cô xấu chứ không phải chê cô nghèo.
người ta vậy thôi được rồi, chơi xấu trả tiền đây, trả tiền ngay. Không có, đừng nghe nó. Thì Tư à, thiếu có 8 tháng mà tiền nhà mà chị làm gì la lối om sòm vậy, ai dám thiếu chị tháng nữa. Trời, mà tôi nói chị nghe tình xưa nghĩa cũ mà, thôi thông cảm giùm chút đi. Thông cảm cái gì, tôi nói thiệt với anh nha, tôi không bằng lòng cái chuyện mà hư hỏng của anh. Tại sao anh không lo làm ăn bệnh lo bài bạc suốt đời là sao? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô chuyện đó. Ngoài có con nào chỉ tôi đánh hôm nay thua quá anh Quang. Trời ơi, tôi còn xui hơn chị nè, đánh con tôm sổ cho con cá kìa. Tôi mới bực bội nè, tôi nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên một con dê vô nhà tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Trời, tôi nói tức chết được, chiều nó ra con 53 anh. Ủa chứ kỳ vậy. Nhưng mà khi mà thua rồi nghe, tự nhiên tôi sáng suốt anh, tôi nghiệm lại, tôi nhớ lại nghe, là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi, nó đi thụt lùi là nó quất cái đít vô trong mặt tôi á. Ôi trời ơi, đúng không, là đáng lẽ phải đánh 53 là đúng rồi. Ừ, thắng cho là tôi không biết nữa. Rồi bởi vậy, tại bài của Tư nói con nghe nghe, là coi như là bây giờ con nằm chim bao mộng mị, con thấy gì đó con nói Tư nghe, cái Tư đánh cái trúng Tư thưởng ha. Con nói thiệt với cô, bây giờ con nằm chim bao con chỉ mơ có một chén cháo thôi mà không có luôn à. Bây giờ con hỏi cô Tư nè, bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nợ? Nếu cô Tư qua đây bằng đề, mời cô Tư ngồi chơi bàn với bà con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nợ, mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thằng tài đã nhắc tôi mới nhớ nha, cái chuyện tiền. À mà thôi, cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. Hay quá, có quà gì vậy cô Tư? Xôi gà, xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Vậy con? Sao vậy con? Cái cú này con biết rồi, tử tội trước khi đưa ra hành quyết. Nó hay cho ăn bữa ăn an ủi lắm ba ơi. Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa. Cha con của anh nó đa nghi quá đi. Trời ơi, thì còn có ngày mưa ngày nắng mà người cũng có lúc hiền lúc dữ, bực quá à. Chị Tư hả, cả tháng này á, ngày nào chị cũng chửi cha con tôi ở trên á, bữa nay tự nhiên đem xôi gà qua mời ăn, bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái cụ lôi, anh nghèo kiết xác rồi tôi gài làm gì? Anh nhìn lại anh đi, sao trên răng dưới có đôi dép không à? Tôi gài anh nặng tôi hết cái quần xà lõn anh hay chi đó. Tôi nói như vậy nè, tao nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh, nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi, rồi cái đói xỉu quá nghe không nổi nên tôi đem xôi gà qua thôi. Tin gì? Chuyện gì nói nghe coi. Tao nói chuyện đó là vậy nghe. Là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. Nó mới về chơi ở nhà tôi đi 2 ngày rồi. Mà không phải về chơi không. Mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi, bởi vậy tôi mới qua tôi nhờ anh. Gì? Nhờ chị mắc mớ tôi mà nói tôi? Có sao không có, mắc mớ tôi đem xôi gà qua cho anh ăn khơi khơi vậy. Anh biết tính tôi quá mà, đời nào tôi bố thí cho ai, ăn mài ngồi trước cửa nhà tôi cũng tạt nó, tôi đuổi đi, nó mắc mớ cho anh ăn vậy. Ơi, đừng có ăn, ăn vô coi chừng dính hạn liền á. Nè, nói anh nghe. Gì? Tôi nghe nói anh tuổi ngọ phải không? Đúng rồi, tôi tuổi ngọ, con tôi tuổi ngọ. Cha con tôi đều là ngựa hết á. Chị cũng vậy. Ủa sao anh biết hay vậy? Nhìn biết à. Nói nghe nè, ông bạn tôi đó anh, vậy là đúng số rồi nghe, bạn tôi nó tâm sự nghe, tội nghiệp nó anh. Tôi nói tình duyên nó long đong lận đận, tại vì gái tuổi dần mà. Tôi nói qua bên Mỹ nghe, có 3 đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái rụp chết, một tháng xe tháng cái rụp chết. Vậy đó hả? 3 tháng 3 thằng. Bởi vậy nó đi coi thầy anh, cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã. Bây giờ mà muốn hôn nhân bền vững ha, phải trở về lại quê hương á, là Việt Nam á. Xong rồi cái có người gốc gác cưới bảo lãnh đem qua bển. Mà phải là người tuổi ngọ nghe, để mà xứng lại cái cung gì tam hợp gì mà dần ngọ tuất đó. Thôi, không được đó. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu, anh lết còn nổi không? Bà mẹ anh già có phu đấy, ai thèm đấy anh. Tao nói tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao vậy con? Gì vậy? Thôi tao hết hồn rồi nè. Gì? Sao vậy con? Con lại qua. Sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì ba. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn.
Nhưng mà cô nghe người ta hay hát ôi rằng bà là những niềm đau là làm tim đổ máu, mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lè xanh lét rồi ba ơi. Con không muốn đâu, con không muốn đâu, con không muốn lấy con muốn ly vợ phải không? À. Muốn xa ba giờ phải không? Con không muốn xa ba đâu. Giờ chảnh gì vậy? Ý là anh nói là anh con nhà rồi coi như là đàng hoàng chứ gì. Tôi nói thiệt cái chuyện nha, gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học. Hả? Ơi, một gia đình có truyền thống văn học đúng. Ừ. Chị nhìn kỹ coi, thằng Tài con tôi á là lá ngọc cành vàng. Trời. Là xương xa học lũ. Không có thể nhấp gã cho một người đàn bà ba đời chồng được chị. Đúng. Trời ơi, xương xa học lũ chảnh quá ha, giàu quá ha. Nè nè, nói cái sách tắt cái chứng nè, để coi. Gì? Để coi nè. Nợ xã hội đen 6 quách 22 cây vàng nè. Nó gì nữa, bà mẹ nó không có mắt kiến không thấy gì hết trơn á. Đưa con đọc tao đó. Tao thuộc rồi mày, tao thuộc này. Coi như là nó coi à, rồi nợ 6 rau với 1 tháng à, coi 1 năm là tiền hụi luôn. Xong rồi bà con lối xóm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu. Mà chưa kể 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa hôm đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng xong cô chưa. Ủa, ghi. Ủa gì hả con? Để cô ghi, để cô ghi. Mày cung cấp tài liệu đó mày. Rồi giờ làm sao? Anh Quang, tôi tính sơ sơ thôi nghe, anh ôm số nợ chừng 300 triệu. Anh tính cách nào giải quyết cho anh Quang? Nói thiệt chị Tư, thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái món nợ đó đâu. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia á. Chị bỏ quán bị ôm. Ai ôm anh? Chị ôm. Vô gì? Không. Bắt đầu nó vô nó hút anh, có dòi nó vô nó quấn anh á. Nói nghe nè, giờ có cách rồi. Cách gì? Giờ nghe lời tôi đi, gả thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi rồi nó trả tiền nợ cho anh. Ồ, trả tiền nợ tôi? Trả tiền nợ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài, tha hồ ảnh hưởng phước, được chưa? Suy nghĩ đi. Trả hết nợ, còn cho tiền đánh số đề. Tài. Dạ. Chuẩn bị lên xe bông con. Trời. Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ. Trước lạ sao quen mày. Ba ơi, ba con nghe cái câu ai đem con sao sang sông để cho rồi xảo sổ lòng bay luôn. Nào ba nghĩ sao vậy? Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu vinh biệt rồi. Gặp chỉ con, gửi tiền thì được rồi. Anh Quang, vậy là sáng suốt nghe, quyết định vậy nghe. Alo. Mén hả? Má nè, má đang ở bên nhà bác Quang á. Nè nè nghe, con nói cô đó chuẩn bị ha, sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác Quang. Nói với cô á là má lo công chuyện của cô xong rồi đó, kiếm chồng cho cổ đó. Trỏ bẫy nè, cổ lấy thằng Tài chứ bác Quang già sắp chết ai thèm lấy. Nói cô chuẩn bị qua liền nghe, để lâu thằng Tài nó để ý. Okay. Đâu có ai chịu đâu mà đổi ý. Cha mẹ đặt đâu con làm đó. Ba, con muốn đi Mỹ, con muốn ở lại quê hương, bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mươi. Khỏi trèo, mày trèo mà té thấy mẹ mày á. Bên Mỹ thiếu gì khế, chua ngọt gì cũng có mày. Thôi, bây giờ về đi, không còn thì giờ nữa, cha con đừng nói dần lân nữa. Con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây nó ra mắt anh rồi. Nhưng mà vậy đi, trời ơi anh Quang ơi. Sao? Làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người chút coi, không ra con người. Trời ơi. Tôi nói anh nghe, tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn tôi anh là dân chơi thứ thiệt rồi mà nhìn anh tôi thấy đuối quá. Cũng giống dân chơi cầu ba cẳng đó mà rộn mẻ hai cẳng còn có cẳng một rồi. Kiếm bộ đồ nào khác thay đi anh Quang. Được rồi. Không còn bộ đồ nữa chứ hả? Đồ không đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. Mày im nha mày. Tôi có cách. Đó, lẹ lên. Tài ơi Tài, trời con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe, trời tôi thương con quá à. Đây nè, con là hên lắm nha, nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. Bộ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa, nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù. Người ta gọi nó là vết thù trên lưng con ngựa quang. Trời ơi con, hay là con đi Mỹ mà không thích ha? Con không có thích đi Mỹ đâu, con nói thiệt với con. Nhưng mà vì chữ hiếu con phải lấy vợ phương xa để trả nợ cho ba con. Thì đó, như vậy thì ta mới gọi là trả nợ tình xa. Nhưng mà con tức. Sao con?
Con hỏi cô là ngày xưa Thúy Kiều cũng bán mình chuộc cha mà sao bà bán có giá quá. Đúng rồi con. Nó bán tới 1000 cây vàng trong khi đó con có mấy chục cây. Mà cô nhìn đi, nhan sắc của con đâu có thua gì Thúy Kiều. Nói thiệt cho ông đu dây điện vừa vừa thông tuột xuống giùm tôi đi. Ông nghĩ kỹ đi Thúy Kiều, người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rượu mà ông xấu nữa. Tôi đánh giá ông gì là đúng rồi. Ông hỏi mấy tiệm phở phải mua ông được 5 phân vàng không? Tôi mệt không quá nha. Anh Quang, anh làm nhiệm trọng lâu quá vậy. Anh đừng có nói với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy. Anh đẹp quá anh Quang ơi, y như là cháu Nhuận Phát lúc về già. Ôi giời ơi, ngoài đường gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này, Việt Nam gì mà nó nóng thế nhỉ? Ôi giời, bao nhiêu mớ tích tụ từ bên Mỹ chảy cả ra. Này chị ơi, có việc gì mà chị bảo cháu đến rước em sớm thế? Em chưa kịp đánh răng rửa mặt, chưa kịp son phấn gì hết mà cháu bảo dựng đầu dậy đi qua đây gặp sao? Chị gấp có việc gì? Cô nói mặt cô chưa son phấn em chưa. Tôi nghĩ là ít nhất 3 hộp trên đó rồi. Cái này là không có rửa được, chỉ có lấy cái chày và đặt cái cành trong giữa gỡ hai bên hai miếng thôi. Giờ đứng đây nghe. Anh Quang ơi, tôi giới thiệu cho anh nha. Đây là con dâu Việt Kiều ở bên Mỹ mới về. Qua chào bố chồng, qua chào bố chồng. Chồng hả? Chồng hả? Sao không nói trước gì hết vậy? Bố chồng. Dạ, con chào anh bố chồng ạ. À. Ừ. Rồi, tại bố, con nhìn thấy bố trẻ quá, con tưởng cái thằng nào. Dạ, con có quà chứ, con có quà phương xa biếu bố. Dạ, con biếu bố cây thuốc lá 3 số 5, bố hút cho bổ phổi ạ. Ừ, cảm ơn. Dâu đó hả? Dạ. Việt Kiều đó hả? Dạ. Tuổi dần phải không? Dạ. Thằng Duy dồn giống cọp quá. Tài, ra mắt vợ con. Tài, ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng vô con cọp nè. Ba, con mà lấy con này là không bao giờ con gặp được mặt ba luôn á. Ôi trời ơi, anh ơi là anh khéo lo. Cái gì vậy? Ngựa đây đó hả? Nó quánh đến con à? Trời ơi, con đừng làm nó sợ con. Ôi dồi ôi, ra đây em bảo nè, ngựa này sao mà nó giống ngựa cò quá nhỉ? Nó chê rồi. Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa rơm gì thì em cũng đưa chàng về dinh tuốt tuần tuột. Lại đây với em nào. Ê, nói thiệt chị Tư ơi, tôi nhìn hai đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Dạ. Thiệt á, tôi nói thiệt, hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt nhang cầu nguyện mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn rau muống chấm tương. Bữa nay được rồi. Dám đâu, 3 tháng nay không ăn được miếng gạo, ăn rau muống không mà sao. Ờ, chạy đi. Ờ, tài qua từ nói nghe nào, qua từ nói nghe. Anh Quang nhìn đi anh Quang. Từ hồi nhỏ tôi lớn giờ chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Anh coi đi, đây là số 1 nè, đây số 0 nè, là tôi nói số 10 nè, là 10 năm tình cũ đó. À, bây giờ vậy nghe. À, nên bởi ta nói ở đời nghe có 4 cái ngu là mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm trầu. Mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó. Mà bởi vì cái tật thương người, em ơi thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa. Bây giờ vậy ha, phận sự của chị đến đây là hết. Ngựa đó chị kiếm cho em rồi. Dạ. Kể kiểu nào thì tùy ý em. It's up to you. Chị nói gì nghe, để dạ. Cho hai trẻ tâm sự. Cảm ơn chị. Anh Quang, tôi nói nghe. Gì? Có tiền rồi đó nghe. Nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi nghe. Sầu đó hả, là voi ngựa cho sắp hết à. Con dâu, ở bên Mỹ con làm gì vậy con?
Dạ thưa bố, ở bên Mỹ con làm chủ công ty Bob ạ. Mà xa đó hả? À không, bố hiểu nhầm rồi. Bob là cái ví đấy. Cái ví là cái này này. Đấy à. Bố biết không, à, hãng của con sản xuất, bố thấy chữ LV không? Thấy. Tiếng Mỹ gọi là LV. À. Mà bố biết không, viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ. Vậy là con giàu chắc bán được lắm hả con? Bán khắp thế giới. Bố biết không, để con cho bố mấy cái nha. À, được. Gì? Chào. Gì con? Gì mày? Thiệt tình là ba bán đứng con phải không? Bán đứng bán nằm thì tao phải bán hết. Trời, tôi chết rồi. Con nói cho ba nghe nè, bây giờ không thể nào như vậy được đâu. Tại sao? Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn. Tại sao? Ba nghĩ đi. Dạ thưa bố, con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới. À. Mua nhẫn cưới. Dạ, kể từ đêm nay con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện. Nó nghe huấn luyện thì nó xỉu liền nè. Dạ. Tối nay vô khách sạn á, luyện thôi đừng có quấn nha con. Dạ bố cứ yên lòng. Ừ. Mỗi ngày á con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly. Gì? Tướng của bà nó còn ăn cầu 20 kg sâm còn ham còn không nổi á. Bà nghĩ sao vậy? Ba thằng chồng trước của bà quy tiên bập trong vòng 3 tháng thôi. Con chắc chắn là thằng thứ tư à. Trời ơi, ba thằng trước là nó bị đụng xe chết. Còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết bao giờ chưa? Gì? Vậy bây giờ con, nếu mà ba quyết định cho con lấy bà này, con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi. Yêu cầu đi. Khi nào con quy tiên, ba hãy ghi trên mộ phần con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính xối. Câu gì? Ghi là Nguyễn Văn Tài đã anh dũng hy sinh vì chữ hiếu. À, đây. Cái vợ mà làm dữ. Nào chỉ còn da với xương. Ba, cái gì? Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm láng giềng bà con. Bởi chuyến này con đi, con biết rằng lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá, đi đi. Con đi nha. Nhớ là mày không có trốn à. Anh nghe ra đi. Cho... thấy bà tôi xỉu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nha. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm. Thằng này thiệt tình. Quá đâu? Quán có nhau. Thằng nào đó bay. Quan Tài đây. Quan Tài bây giờ không còn là Quan Tài hồi sáng nữa đâu. Trời ơi, có tiền mày trả cho đại ca tao chưa mày mà ăn mặc ngon lành mày. Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố lếu thế, coi trời bằng vung thế kia. Ừ. Chắc đồng nghiệp đây mà đi đòi nợ đó. Đòi nợ cái mạ bố mày. Mày nghĩ gì mà mày bảo tao vừa đi cái là đòi nợ? Trời, cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả? Cái thằng đầu trâu mặt ngựa, mũi lợn mồm cá sấu. Đây, đây là đệ nhất dân chơi hôm nay đó. Hố bom mà còn lấp được hố gì hố nay. Này, còn cái ngữ của mày ấy, mẹ vừa lồn mà vừa bụng bự xấu. Này bà mà tát một phát lên thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nhé con. Mày muốn đại ca sao quýt nè. Bưởi còn chết chứ chưa gì quýt. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày. Tao Việt Kiều Mỹ. Tên Việt Nam là Lê Vân. Tên Mỹ là Louis Vuitton. Không. Này, chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay. Tiếng Mỹ gọi là leo. Ừ. Với cái leo này á mẹ, vỏ dừa khô mà còn bóc được chứ mà huống gì vỏ quýt. Này, quýt á thì bà chỉ phập một phát thôi là lòi đến tận hột nha các con nha. Bà là cái thái gì ở trong cái nhà này mà bà dám xía vô chuyện của tôi? Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài.
con dâu của Nguyễn Văn Quan. Ừ. Kể từ giờ phút này, thằng nào mà đụng vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức. Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà. Bố tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ. Mày ngồi xuống. Tao nói cho mày nghe nhé, mình là người có ăn học phải không? Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ, đúng không? Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năn nỉ ỉ ôi người ta. Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ, mày sòng sọc vào nhà người ta, mày ăn tươi nuốt sống người ta, mày phùng mang trợn má đi hả thằng kia? Tao hỏi mày, mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền? Hả? Xin lỗi bố, con nhầm. Cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này. Bố, chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố? Bố cũng không nhớ đó con. Ai thiếu bố thì bố nhớ. Bố thiếu người ta ít khi bố nhớ. Bố ta không nhớ. Ê Quan, 22 cây vàng, 8 triệu một cây, 176 triệu đúng. Ê, dâu, trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố. Này, bây giờ thế anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có 20 mấy cây vàng nữa mà làm cái động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây này. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cút ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn giun xào đĩa luộc á, ruồi nấu canh nữa nhá. Đi mày. Ê sao quên, cầm cây thuốc hút cho bỏ phổi. Đi. Mà, bà đang làm dâu hiền mà vào pháo đám bà. Dạ thưa bố. Sao con? Bố ơi, con nói cho bố nghe nhá. Ừ. Bố thiếu nợ bao nhiêu, bố cứ nói cho con phát một đi. Con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố. Bố không có nhiêu, chừng 150 triệu nữa à con. Rồi tưởng gì chuyện nhỏ. Đây, bố cứ cầm lấy 10 ngàn đấy nhá. À, 10 ngàn đô đó con. Vâng, thanh toán nợ nần đi. Trời, trời ơi, tốt quá. Ê, anh về đấy hả? Sao thế? Sao nó đi kỳ vậy? Sao anh? Con bị sao vậy con? Đứng bên kia để tôi tâm sự riêng với gia đình. Sao con? Ba. Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi. À. Mọi người đồng thanh trả lời con một câu một. Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi. 80 kg mà nó đè 36 kg. Mấy người suy nghĩ có chết hay không? Nguyên một xóm luôn. Nó ngồi trở lại, nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. Câu gì? Chết chắc. Bà bây giờ bà ép con lấy bà này, con cắn lưỡi, con tự tử cần sớm hơn. Thôi, được rồi, bà không ép con nữa. Không lấy thì thôi, bà không gả. Đừng cắn nữa con. Ờ vậy đi, đừng có lấy. Ừ. Này, nói cái gì đấy? Đùa đó hả? Tôi đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông, bây giờ cha con ông dở trò hả? Bây giờ không có nói nhiều, không có nói vòng vo tam quốc. Trả lời đi. Z, alo. Z á thì bình yên, còn lô á bình hưng hoàng nghĩa địa. Này, mày có tin là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tì đưa tiễn không? Ba để đi ngoài đường nha, mà nghe rỗng rãng rồi đó. Chị qua trở lại nghe chị Trúc nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nha, 100 năm hạnh phúc, đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái. Cưng, chị làm mai mát tai không cưng? Mát cái mẹ gì hả? Trời ơi, em đang lộn tiết đây này nè. Sao vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão, bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em, thấy có tức không chứ? Cái gì kỳ vậy trời ơi, đây là mai đây cho đây, rồi giờ đây không chịu đây. Tao qua đừng nói đây vô thế mạng nha, đừng có nói tình bạn duyên con, nhưng tao qua chết liền á. Để con. Ê, bây giờ chị đứng ra một bên thì để em xử cha con lão nha. Bây giờ Z alo. Chị bây giờ chị bình tĩnh, để em giải quyết. Bây giờ
ba em giải quyết không được em giải quyết. Bây giờ em hỏi chị nè, em biết chị là một người quá sức là sáng suốt, chị đi đâu ánh hào quang tỏa ra tới đó. Sao? Biết chị là một người quá sức thông minh rồi. Bây giờ em hỏi chị, nếu chị đi chợ, trong cái chuồng gà để người ta bán có hai con, một con gà trống thiến nó nặng 100, mò 1,8 kg, còn một con gà ri thôi nó nặng có 600 gram, mà hai con bằng giá, chị mua con nào? Thì dĩ nhiên tao phải mua con gà trống thiến rồi. Hay, sáng suốt. Còn một cái điều này nữa, có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi, còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng. Bây giờ hai con bằng giá, chị lấy con nào? Mày dở hơi cám lợn nhỉ. Thì tất nhiên tao phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ. Con ngựa đây nè. Ôi dồi ôi, mày lên ghen gài hả? Em nói chị nghe, con ngựa này nó chạy ác chiến lắm, bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi. Im! Thiệt là tin đi, lấy con ngựa. Im! Let me check. Long a thought. One minute. Thôi được rồi, ta quyết định rồi. Finally. Better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa này. Oh, yeah. Riêng sân khấu Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây, có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Dạ trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên. Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra cho, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, tròn tràng pháo tay. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thái Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên thái giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm ba, không thấy anh vui giỡn chơi với anh á. Chứ làm gì lấy tên kỳ cục vậy? Trời ơi, đâu phải thái giám đâu. Không phải hả? Anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi à. Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ giám là dễ nhớ nhất. Thái giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Bây giờ ra đây đâu gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một hai cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nghe. À. Cái lương hồ quảng, hát bội, tân nhạc, cổ nhạc gì đó hả? Tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe không? Hồi nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì? À. Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử cái coi. Bây giờ anh nghe nghe, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. À, tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe nghe. Giọng ngâm vàng đó. Tóc em dài, à.
đất ơi, tự nhiên đưa ngâm ngon là anh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy? Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lết phết vậy, tốn tiền mua xà bông lắm. Bây giờ tôi nói nghe, bây giờ em bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa? À. Tóc em dài, em đi trong nắng. Hay, hay, hay. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi, hay quá, hay quá. Tóc em lứa thưa, em đi trong gió. Tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la, làm sao không? Không mà nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không mà tóc đã ăn hồi tóc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá, không được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Ờ. Dạ, nè. Nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Ừ. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ. Miệng em cười tát quát tới mang tai. Trời ơi. Tóc em bay bay khi đi trong gió. Miệng em cười có cái răng chó dễ thương. Trời ơi. Chắc tôi quýnh anh cái chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái giận nó vậy á. Giận cái gì kỳ cục à? Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Cái... tôi nói nghe nè. Rồi bỏ bao vụ ngâm thơ qua bên đi, trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát, anh biết ca không? Biết à. Biết không? Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không? Nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không? À. Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn. À. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn. Ờ. Rồi anh chỉ lại tôi. À. Đó, anh chỉ cái ghế, tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay à. À. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi. À, nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không? Dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Ờ. Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Ta thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu ha. Giờ tới anh, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình. Cái mình hả? Ừ, cái mình. Dễ nghe hát nè. Trở lại chuyện hai chúng mình. Trời ơi. Khi anh với em vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Cái gì? Em ngồi gì? Cái gì? Cái tay, cái tay. Cái tay hả? À, cái tay khác đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi, có rồi. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng. Mưa nắng là chưa có tay. Lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay đâu, bằng tay đâu. Chuẩn bị nè. Ta có cái bàn tay. Có bàn tay rồi, có bàn tay rồi, phải không? Có bàn tay rồi, tới anh, tới anh. Bây giờ bắt đầu tới anh nha. À, tới tôi. Thế cái chân, cái chân. Cái chân hả? Ừ, cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát. Ừ. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý em mới có tóc. Bàn tay xanh sao đón yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng. Để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. À, tới anh nè, tới anh nè. À, cái à. Gì? Cái răng, cái răng. Cái răng hả? Cái răng. À, cái răng. Ờ, cái răng. Có răng hát đi. Có rồi, có rồi. Hát đi. Này cô bé có chiếc răng khỉ. Trời ơi. À, sao chừa một cái không chịu nhổ đi chứ để làm chi. Có răng, có răng phải không? Có răng. Bây giờ tới anh. Tôi. Anh đố tôi cái răng, bây giờ tôi đố anh hả họng ra coi. À. Cái lưỡi, cái lưỡi. À, cái lưỡi. Giang anh mà gì có cái lưỡi. Không có cái lưỡi thua. Trời ơi, không có lưỡi thua hả? Ờ. Về về về, văn về văn về. Cái lưỡi. À, có rồi, có rồi. Tôi xin người. Chưa, không phải, không phải, làm lợi, làm lợi.
tôi, xin đừng thương giùm phần tôi, xin đừng thương hại người ơi, vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi. Tôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gọi mời, vì tôi tin chót lưỡi đầu môi. Có lưỡi rồi, tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đố gì mà ác ôn vậy trời ơi. Long, nghĩ tầm mày à? Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thà như giọt mưa khô trên mặt em, thà như giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến, nhưng giọt run run ướt ngọn lòng măng. Có lòng măng. Bây giờ bắt đầu tới anh. Cái râu. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gươm người sang, trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có râu. Hân hoàng ngài vuốt râu cười, đi đâu mà lạc lối lên trời, có râu rồi Linh ơi. Hay quá vậy trời ơi, tôi chết rồi, tôi thua rồi. Kiếm cái gì khó đố. Cái gì? Có rồi. Cái lưng. Cái lưng. Hát đi. Có. Mình có ba người vừa đứng nét đôi mươi, nhưng chiều mây cái lưng đồi, tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi. Anh Giang ở lưng đồi chứ không phải lưng anh à? Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Anh Giang quá vậy? Hồi nãy anh không giao à? Bây giờ tới anh à? Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có rồi, cái này gần cái lưng à? Cái mông. Không Giang anh, không có bà nào có mông nha. Không có mông thua. Anh Giang tôi không? Cái mông. Người lướt mây trời vào kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm vào sông nước mênh mông. Đâu rồi? Có mông rồi. Cái đó chơi anh Giang không chơi à? Sao anh Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à? Ai mấy hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đồi vô làm chi? Thôi nó chơi danh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Không phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ đen nó giật vậy nè. Vậy dám, thôi dám chơi không? Luôn đi, dám không? Bắt đầu hát không? Rồi. Vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do three lights on. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hưởng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẹo có ngày móc bọc xin nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần các bà có chồng hãy quảng đại, ra thứ chồng nếu lo dạy đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông dân cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông, tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần gì đau khổ khổ đau, cùng nhau dân giới Dân Sơn và Hoài Linh.
Nóng quá, nóng quá. Ừ. Ủa, ở gần đây bộ có trại heo nào hay sao mà có mùi nó hôi hôi thúi thúi? Gần đình đâu có ai dám nuôi heo qua. Ừ, bây giờ nó lại hết mùi rồi. Dạ. Nóng quá. Nóng để em quạt nữa qua. Sao nó lại có mùi vậy? Mày quạt coi. Hết mùi. Quạt coi. Trời ơi, thì đó cái mùi đó từ con người của mày xuất ra đó hả? Mày làm lý trưởng mà sao mà để người mày nó hôi quá vậy? Quan thông cảm, trời nắng nóng quá, mồ hôi nó đổ, mặt tiền có, đường hẻm cũng có luôn. Cho nên nó bốc ra để em quạt, quan hửi chút đỉnh vậy thôi, quan thông cảm mà. Thôi khỏi đi. Dạ, dạ, thế thôi. Hôm nay ông trời ông gầm gừ như vậy mà trời không mưa nổi. Dạ, yeah, đây hạn hán, quan coi lúc trước hạn hán mà nước sông nó còn thì đỡ, bây giờ hạn hán mà nước sông cạn, mấy đứa nhỏ xuống dưới nó chơi banh đũa được chứ luôn á. Năm nay thế nào cũng chết của quan ơi. Bởi vậy, do là trận dòng xây đập cho nên con nước nó đâu có về. Dạ, sông nó mới khô cạn. Dạ, cây cối mùa màng mà không có nước làm sao mà sống. Dạ. Rồi đây, nước mặn sẽ xâm thực. Dạ, biến cả vùng đất màu mỡ này thành vùng đất chết. Chết. Dân làng sẽ chết hết. Dân làng chết hết. Mà quan có chết không quan? Ừ. Làm sao mà chết được? Dạ. Tao có điều kiện mà. Dạ. Nếu cái vùng này là vùng đất chết, dạ, tao sẽ lết qua cái vùng đất khác để mà sống. Dạ. Quan lết đi hả quan? Ừ. Vậy cho em bám phao câu qua em theo nha. Cái gì vậy? Dạ. Quan dựng dạy. Thôi đừng có quan. Dạ. Nghe quan cho em hỏi coi. Trời ơi, thượng nguồn nó xây đập, mình đây hạ nguồn lãnh đủ, sao mình không đi thưa quan? Thượng nguồn, người ta ở thượng nguồn, người ta muốn làm gì thì làm. Mình đã hạ nguồn thì đương nhiên là lãnh đủ rồi. Mày sao có hỏi hoài vậy? Sao mày không lên mày hỏi vua mà hỏi tao? Dám gặp ổng đâu mà hỏi. Mà em tức cái sông này sông chung mà tự nhiên muốn làm gì là làm, làm sao quan? Sông chung cái gì? Mày không nghe ông bà ta có câu hả? Cha chung không ai khóc. Dạ. Không có gì là sông chung. Dạ em hiểu đúng rồi. Không? Dạ em hiểu, em hiểu. Em quạt quan cho vua. Khỏi đi. Dạ. Quạt quay. Dạ quan, em nói thiệt với quan nha, em thấy cái vấn đề này em hỏi quan chút xíu nha quan. Hỏi đi. Đất này khô cằn sắp chết hết rồi, mà em mua cái chức lý trưởng này bộn bạc mà về mần ăn mới có 2 năm mà giờ chưa lấy vốn lại. Thôi gặp vụ này hôm quan, điều em đi chỗ khác ướt át màu mỡ để em lấy vốn lại được không quan? Mày nín nghe tao nói nè. Mày nói thì tao nghe. Thôi mày hổn vậy mày. Dạ. Nói chuyện với quan mà mày xưng mày tao hả? Dạ em đang học tập. Mày học tập cái thằng mất dạy nào? Thằng này nè. Ê, không có hổn nha. Dạ em đâu có hổn. Em đứng gần quan, em đi với quan, em nghe quan nói chuyện với người ta, quan xưng mày tao không hả? Thậm chí quan chửi thề, có bữa quan nói tục nữa. Tao là quan, tao là quan, tao muốn làm gì thì làm. Dạ. Mày không có được quyền nói như vậy nghe chưa? Dạ hiểu. Dạ. Dạ em quan bớt giận. Tao hỏi đi. Dạ. Dạ. Nghe tao hỏi. Dạ. Trước khi làm lý trưởng mày làm cái gì? Nghe quan hỏi nhân thân em hả? Ừ. Em nói quan nghe, quan giật mình luôn đó. Làm cái gì? Dạ chăn trâu. Nhìn cái tướng mày là tao biết mày chỉ làm chuyên chăn trâu thôi, chứ không làm gì khác hết trơn hết trời. Dạ. Rồi tiền đâu mày mua cái chức lý trưởng hả? Em tiền đâu? Em đâu có mua. Chứ ai mua? Ông bá hộ cũng mua. Bá hộ mua. Em chăn trâu cho ổng. Một ngày đẹp trời đang chăn trâu, có một thằng gia đình chạy ra: ê mày đừng có chăn trâu nữa, mày về nhà đi, ông bá hộ ông gả con gái đẹp cho mày. Vậy là mày có phước. Phước ông nội em chứ phước. Trời đất ơi, con nhỏ đó nó đi chơi đêm, rồi nó hút xì ke, nó chơi đá nữa. Rồi không biết ai làm cho nó có bụng binh rỉnh vậy nè. Rồi ông nhục nhã, ông hốt em vô nhận cái bào thai đó đó. Thấy rồi không? Rồi mày có nhận không? Không nhận, ông đuổi em rồi sao? Nghề nghiệp chăn trâu mà không được chăn trâu thì làm sao? Em nhận. Ừ. Em cười, em bỏ tiền mua chức. Ông đưa em vô đúng quy trình, giờ em đường đường trở thành lý trưởng này, hay không? Hay đó. Dạ, em làm lý trưởng em nói thiệt, đứng gần quan, được hầu hạ quan, học tập kinh nghiệm của quan. Dạ, em mừng, em vui lắm quan. Dạ. Yeah. Mày bước qua đây coi. Dạ, bước qua. Ừ. Dạ, bước. Dạ. Dạ. Sao có chân mày bên thấp bên cao vậy? Rồi hầu đó chăn trâu thì không có. Từ ngày lên làm lý trưởng rồi các bạn, em sửa tướng quan. Sao vậy? Trời ơi, để em làm cho quan coi. Làm lý trưởng mà đứng trước dân đen, em cầm cái gậy à, thằng nào mà cà chớn hả, tao gõ cái phun máu đầu ha. Ừ. Ngoài vậy đứng thẳng vậy nè ha, thẳng như cái chài đâm tiêu luôn đó. Còn hãy đứng trước quan thì em dày. Dạ, yeah, em dày. Dạ, yeah. Đó.
quan là em phải như vậy, mà quan huyện em về nha, còn thượng thư là em xuống như vậy nữa. Gặp là thái giám hoặc là mấy ông vương gia là em lết ra, mấy em lết vậy đó, lết vậy đó. Gặp vua là em vậy luôn đó. Mày đứng dậy đi, làm quá. Nhưng mà kể ra mày cũng là người biết thời thế đó. Dạ, dạ quan, con biết nhân thân em mày về em hỏi nhân thân quan nha quan. Hỏi đi. Trước khi quan làm quan huyện, vậy quan vui mày kinh sử được mấy năm à? Tao đâu có cần vui mày, tao chỉ cần vui mãi thôi. Vui mãi là sao? Là bỏ tiền ra mua chức đó. Trời đất, vậy là quan cũng thường như em mua chức không hả? Dốt đặt ăn mày không biết mẹ giờ lên làm quan. Trời đất quỷ thần ơi, đừng có nói lớn. Dạ. Người ta nghe hết. Dạ. Nhưng mà quan vui mày kinh sử mà vui quan lên quan làm quan huyện. Nhưng mà ý em hỏi là trước khi mà quan vui quan làm nghề chi à? Tao làm trận dê. Hả? Trong từ điển tiếng Việt có cái từ trận dê không trời? Cô trận dê làm sao hả quan? Có nghĩa là mỗi buổi sáng, dạ, tao mở cửa chuồng cho dê ra đồng. À, tao chặn cửa không cho dê vô. Dạ. Chiều dê về tao mở cửa cho dê vô, chặn cửa không cho dê ra. À, gọi là chặn dê đó. À, đây là từ mới đó bà con, cho chàng pháo tay với bà con ơi. Chặn dê thì nói cho nó sang chứ thật sự nó cũng là chặn dê không quan. Em nhìn quan. Cái gì? Em nhớ quan, lúc quan chặn dê ở miệt nào à? Bên kia sông. Hả? Bên kia sông. Ừ, đúng rồi, chính hắn. Tổ bà mày, mày là cái thằng có bầy dê tám mấy con mà có con dê đực mà bị lát đồng tiền phải không? Mày tới mày cướp cỏ trâu tao, mày cho dê mày ăn phải không? Mày nít, mày nít trong lòng mày đi. Mày ăn cướp. Mày im. Cái thằng đó là tao đó. Hả? Thấy chưa? Nhưng mà tại vì bỏ qua đi, cái chuyện đó xưa rồi, mày nhắc là làm cái gì? Cũng tại mày, mày có của mày không biết giữ, sơ hở là tao tới tao hốt thôi. Cái đó là tao chỉ là ăn trộm chứ không phải là ăn cướp. Mày không nghe người ta nói hả? Nói sao? Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. À, cho nên bây giờ tao mới là quan nè. À, tao cũng cướp của mày nhiều thứ lắm. À, mày đuôi trong sao là sân đình đó. À, lại cái bằng chân bằng thờ. À, cãi cục gạch lên. À, đem cái sổ thu chia đây cho tao. À, đi. Mày đứng. Mày chửi tao hả? Tôi đâu có, em đâu có chửi đâu. Tại vì em ngứa núi muốn mọc răng khôn á. Mày được cái sao? Đi đi. Mày muốn cướp, tao cướp cho mày con. Cho tôi kêu quan. 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 Ê. Dạ. Mày chạy tới này lui không mệt hả? Dạ mệt chứ. Mà tại thấy đi ngang cái đình này thấy nhoi quá nên con nhoi theo. À. Dạ. Dạ bẩm quan huyện. Sao mà biết ta là quan huyện? Dạ, ăn mặc đẹp đẽ sang trọng, trắng trẻo vậy, không phải quan huyện, không lẽ ăn cướp. Nhưng mà bà tại sao bà biết ta đây mà tới tìm? Bị tối qua con ngủ nằm mơ thấy quan hiện về. Làm cho ta là hồng ma dứt dưỡng gì hiện về? Dạ, chắc có lẽ là tôi mơ thấy một giấc mơ đẹp, hoặc là cái nỗi ám ảnh quan về. Chứ dễ gì mà quan lớn về cái huyện trần ai khoai cũ khổ sở này, phải không quan? Dạ, dạ. Lưng của bà bị gù hả? Dạ, hồi trước không có, mới gù đây thôi à. Chính xác là lúc nào? Dạ, từ cái hầu mà mấy ông tăng thuế đó. Mỗi lần tăng thuế vậy là dân gánh một gánh nặng. Một ngày tăng 10 lần là gánh 10 gánh. Gánh riết nên gù. Mà không phải mình con gù đâu nghe. Cả cái làng, cái huyện này ai cũng gù hết trơn á trời á. Con nghĩ quan sau này đừng có lấy tên là làng khoai cũ nữa. Tôi lấy tên gì? Làng khoai gù. Nhiều chuyện. Dạ đây. Dạ, dạ sổ sách đây à quan. Dạ. Con người. Đủ đi hả? Từ từ. Dạ, giờ quan cầm đi. Để em tính. Nè các bà kia, mà ngon ha. Mà đi gặp tôi ha, mà tôi đã giải quyết là tôi nói là không có được. Mà bây giờ bà mò thay tới đây là sao? Đi về đi, tụi con mẹ già. Tôi không có già nha. Không già sao cái mặt vậy? Mới có 49 tuổi thôi. Trời ơi, 49 tuổi mà tăng thuế nhiều quá, làm nay lưng trả không có nổi cho nên vợ già, tóc bạc.
Không nói nhiều đi gì không? Tôi tới gặp quan có chuyện. Tránh ra. Bà coi bà bước qua được cái trạm thu phí này không? Vậy thu phí hả? Bỏ thu phí à? Qua thu khác rồi. Thu gì? Giá. Tưởng gì chứ thu giá dễ. Để tôi về nhà tôi ủ giá rồi tôi đem lại sao được không? Bà nội bà đó. Giá đây là giá, với phí là tiền biết không? Chứ không phải giá trụng, giá ăn sống biết không? Có tiền thì qua, không có tiền thì cút. Nói vậy vẫn là thu tiền hả? Đúng vậy, đổi từ cho nó mới thôi. Thu tiền, nó đại thu tiền. Bà đặt thu giá. Nè, ăn giọng đi. Ăn giọng rồi sao vỡ cản lên. Tự vỡ. Ê, bà chơi tiền lẻ hả bà? Dạ, dạ bẩm quan, con đến đây nghe tin quan lớn tới, con lại quan lớn làm ơn cho dân làng mượn cái sân đình này đi làm lễ cúng tế ông trời, sau đó là để thương ông trời. Trời đất ơi. Ê bà lộng ngôn nha, cái kiểu này dân chúng nó ném đá bà chết nghe chưa? Phải thưa chứ. Thưa sao? Năm nào cũng cúng tế ông trời để trời ban cho mưa thuận gió hòa. Quan ơi, mấy năm nay hạn hán mất mùa, dân lành đói kém, tăng thuế tăng phí dữ quá, không có tiền cúng. Vậy mà ông trời đáng lẽ thấy dân khổ sở thì thương chứ đằng này để bỏ dân chết hạn, chết khô, chết đói là sao? Nên tôi thua. Có chuyện đó không vậy? Dạ, cái vụ này dạ bẩm quan, nói quan nghe cái bà này, bà nghe người ta suối bậy chứ không có. Nè nè nè, ông là hương chức hội tề mà ông ăn nói không dám ngưỡng, không biết ngưỡng miệng hả? Làm gì ngưỡng miệng? Cũng tại mấy ông không? Sao tại? Mấy ông. Dạ 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 bẩm quan. Cái gì? Cái hồi ông này ông chưa làm lý trưởng đó. Rồi. Mỗi lần mà cúng tế thần hoàng bốn cảnh, dân làng tụi con có gì cúng đấy, chẳng qua là tấm lòng phải không quan? Từ hồi ông lên chức lý trưởng, ông bắt buộc dân làng phải đóng góp, đóng cho lớn vô cúng cho to lên hả? Ai có cái gì góp cái nấy, có tiền góp tiền, có gạo góp gạo, có lúa góp lúa, có khoai góp khoai, có gà góp gà, đóng góp riết trong nhà không còn cái gì hết. Tới nỗi đứa nhỏ té sắp mặt mà bầm con mắt, không có cái trứng gà để mà lăn cho hết bầm nữa. Trời đất. Đi trước. Dạ. Có chuyện đó thiệt hay không? Dạ cái gì, dạ quan đừng có nghe, để em xử. Bà đi về à? Tôi nói cho bà, bà nói tầm bậy tầm bạ, bà có tin không? Tôi chấp bà hai bi, tôi thục bà chết luôn nè. Tôi không có gì. Bà nói ngay ha, tôi nói bà, lễ hội là do mấy người, một năm mấy người tự động đó tổ chức lễ hội. Trời đất ơi, mấy trăm cái lễ hội, tiền bà không có ăn, mấy người bài binh bố trận ra, bây giờ mấy người chết đói rồi, mấy người đổ thừa tụi tôi hả? Nè nè, lỗi là không phải của dân tụi tôi đâu nha. Chỉ của ai? Lỗi của mấy ông. Mấy ông bắt buộc dân đóng góp cho nhiều lên, cúng cho lớn lên. Ông trời ông ăn lớn riết ông quen. Bây giờ ăn nhỏ lại ông không chịu. Mình nên tôi phải thua chứ. Dạ dạ. Mỗi lần dọn tiệc lên cúng rồi ha, mấy ông ăn trên ngồi trước không à, bỏ dân ăn xương không à. Nè nói như vậy ha, không biết nhục hả? Bài cổ lên là mấy người cũng bu vô tám sắc rồi, bây giờ đổ thừa hương chức hậu thề hả? Tụi tôi có ăn xương dân thịt đâu. Mấy ông có ăn thì làm, ăn mà không làm là tôi thua. Trời đất ơi. Dạ. Quan quan xử vụ này cho dân nhờ đi quan. Dạ. Thôi được rồi. Về nói với dân làng đó, ta cho phép mượn cái sân đình để mà cúng đó. Dạ. Dạ con lại quan, con đội ơn quan. Quan đúng là phụ mẫu chi dân. Thôi dạ, được rồi, được rồi, đứng dậy đi. Dạ. 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 Quan ơi, một lát nữa đó có một vị pháp sư lai thầy phong thủy tới đây để thay dân làng làm lễ cúng tế thưa dòng trời nha quan. Dạ, dạ con đội ơn quan, con đội ơn quan. Bà làm gì vậy? Tránh ra. Trời ơi. Đất ơi, già sắp xuống lỗ rồi mà đặt đi kiện đi thưa. Cái thứ bà xong vụ này là bà coi cây tôi nện bà không chảy máu đầu bà quýnh tôi. Thổ bà nào quýnh tao hả? Mày hổn hả mày? Mày mới là cái thằng mà tào lao đó. Đứng đó cãi với bà là cái gì? Để cho người ta nhào ở đây ta bu rồi ta coi biết hết bí mật của mình hay sao? Mà tất cả chuyện đó là em làm gì quan? Quan suối em mới làm. Bây giờ tự nhiên quan binh bả làm sao quan? Binh cái gì mà binh? Ta không làm vậy sức mấy mà bả đi. Lo tính cái chuyện của mình nè. Để dạ, lên. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ đây cuốn sổ nè quan. Dạ. Quan coi thu chi nó làm sao quan tính giùm em. Balamesa nota lamidosi bana minda kina. Chữ gì vậy? Dạ. Chữ gì vậy? Dạ, chữ này chữ quốc ngữ được cải cách. Tao không hiểu gì hết trơn á, trời vậy. Dạ cái ông đồ bùi á, ông cải cách á. Rồi ông thí nghiệm trên cái cuốn sổ chi tiêu của mình luôn đó. Mới đầu em đọc em tưởng đọc kinh á.
cái ông nói cái này gì vậy ông nội, cái ông đồ bùi, ông nói cải cách đi, cái này là công trình lớn của tôi nghiên cứu, sau này mà thắng cái là tôi trúng mánh đó. Cái ông nói thôi ông nội ơi, ông làm vậy tụi sao tôi đọc nè, đọc không được là còn mai, nếu lỡ cuốn sổ này mà lọt vào tay của ai thì họ dòm như cái đám rừng, họ không biết, họ cứu mình. À, cũng hay hay, ông này thông minh đó, thông minh giờ vậy mà giúp bí mật của tụi mình. Dạ. Cái em kêu ông viết ra một đoạn chi tiêu sơ sơ rồi em đọc lại cho quan nghe. Đọc cho ta nghe đi. Dạ, em đọc cho quan. Dạ, chi phí chi tiêu của triều đình năm Mậu Tuất có 3 đợt, đợt 1 làm đường liên huyện chi 600 lượng, chi thực làm chỉ có 200 lượng, còn 400 lượng tụi mình chia. Mày 100 lượng còn lại của tao. Dạ, đợt 2 chi đắp đê ngăn mặn chống xâm thực 400 lượng, chi thực 50 lượng, còn lại 350 lượng tụi mình chia. Mày 50 còn lại của tao. Đợt 3 xây hồ chứa nước ngọt chi tổng là 350 lượng, chi thực 5 lượng, còn lại 325 lượng mình chia. Mày 5 lượng còn lại của ta. Mày đứng. Mày nói mình nữa tao lấy luôn 5 lượng còn lại bây giờ. Nát của xí đú đặt của nhà bà gì kìa. Mày nói chữ gì vậy? Hả? Em nói chữ quốc ngữ lộn. Mày quan ăn quá trời của mình em. Mày im. Phần vàng của tao đâu? Đưa đây. Đưa đây. Quan cầm đi em đưa liền. Trời đất ơi, ăn tàn nhẫn. Ăn gì xuống xe xe lật, lên xe xe phần đây ạ. Mày giỡn mặt hả? Dạ. Vàng không đưa sao đưa giấy tiền vàng mã vậy? Trời đất ơi, sao quan ngu quá vậy quan? Ê, hổ mày. Cái này là ngân phiếu đó quan ơi. Ngân phiếu hả? Con cầm đi rồi em giải thích. Bây giờ mà quan giữ tiền, quan chở xe này xe nọ thiên hạ dòm thấy. Quan cầm cọc về bên quý một tờ là nhiêu không? Bao nhiêu? Một tờ gì là 50 lượng. 50 lượng. Có chuyện gì quan cuộn trong quần áo cái quan giọt không ai biết hết trơn rồi. Này mình phải tính trước chứ quan. Mày giỏi lắm. Dạ. Yeah. Mày mốt mày gom tiền mày đưa cho tao đi. Yeah. Tao sẽ nhờ người làm mồi cò mồi để mua một cái chức quan cao hơn lý trưởng cho mày. Em đợi quan ơi. Em quạt cho quan nữa. Dạ thỉnh pháp sư. Thôi. Dạ thỉnh pháp sư vô. Dạ quan. Dạ mời pháp sư. Ta mệt rồi, ta mệt rồi. Dạ chẳng hay ai dựa xác này là ơn cho con biết ạ. Ta là thần hoàng bổn cảnh ở xứ này. Dạ. Ta đang an nghỉ ngàn thu, cớ sao các người kêu réo thỉnh ta về đây, có chuyện gì chăng? Dạ bẩm, con là thư dân ở làng Trần Ai Khoai Cũ. Con ước lòng quá, con xin thần cho con được kiện ông trời. Người kiện ông trời à? Dạ. Là dân đen thấp cổ bé miệng, làm sao dám kiện đến ông trời? Dạ. Kiện ông trời á thì phải cái hương chức hội tề, có chức sắc mới kiện được. Ở đây có chức sắc, tại sao thấy thần không xưng danh xưng tánh? Dạ, con là quan nguyện của huyện Trần Ai, tên là Đan Dương. Dạ, Dương là dê đó thật. Tôi biết rồi. Dạ, con là lý trưởng của làng Khoai Cũ, tên con là Cao Thái Sửu. Dạ, Sửu là trâu đó thật. Tao biết mà, cái thứ trâu dê này tao biết hết trơn mà. Vậy ta hỏi người, người muốn kiện trời về chuyện gì? Dạ, con kiện ông trời tại vì năm nào dân làng cũng làm lễ cúng tế mà ông trời chẳng có đói hoài, tức quá con nên phải con đi thưa. Vậy tại sao cúng tế mà không có lễ vật gì cả? Dạ, dân làng ăn còn không có ăn, tiền đâu sắp lễ vật vậy thần. Vậy còn hương chức hội tề ở đâu? Sao không sắm lễ vật
lại để ta về tơ hơ như vậy. Xâm lễ vật, xâm lễ vật đó. Vật đâu có, mấy người thư kiện mấy người làm. Lý trưởng, gì vậy? Ngươi hãy vào trong đình đào cái cục gạch lên, lấy vàng ở dưới đó. Ủa? Đem ra đây cho ta. Ở trong có cái bài vị không chứ đâu có gì vàng gì. Ở trước bàn thờ, dưới bàn thờ có cái cục gạch, đào dưới đó lên. Trời ơi, cái đó là nhà của ta mà ta không biết à? Đem ra đây. Nhưng mà đi không đi thằng bé lỗi giò bây giờ. Mày dím mày, xong chuyện này mày chết tao chưa? Trời ơi, sao cái gì cũng biết không biết trời. Cái tiền vàng đó đó là của dân hàng năm đóng góp vô để tu sửa cái đình mấy ổng dép nhẹm đó thần. Nó ác với tao lắm. Dạ. Nó không làm luôn. Dạ. Nó không cúng. Nó dạ. Cho tao ăn cái gì đâu không hả? Dạ. Nhà của tao nó không thèm xây mà. Dạ. Biết sao không? Nhà của tao hả bị dột. Dạ. Dột mỗi lần trời mưa hả? Tao trốn muốn chết luôn á. Dạ. Trời, thằng Hoàng bốn cảnh mà khổ lắm chứ bộ. Dạ. Ăn mà không. Dạ. Cái tráp đó. Trời. Trời ơi. Trời ơi, vàng này của bá tánh nè, vàng của bá tánh đấy nè, nhiều quá nè thần ơi, đủ không thần? Chưa đâu, nhưng ở đây cũng tạm ổn rồi. Dạ, dạ, dạ. Thôi, được, để đó, có lễ vật rồi, thì ta sẽ xin tế trời. Còn lại ơn trên trời đất. Ngày hôm nay bản cảnh con hiện nơi đây là có chuyện muốn thưa cùng trời. Bởi cái bọn sâu dân mọt nước này, tụi bay ăn quá rồi mà, ăn quên trời quên đất. Tụi ta đâu có ăn đâu, đem tới cúng tụi ta đâu có ăn. Tụi bay ăn giọng không mà không phù hộ bên này chữ. Dạ dạ, con xin thần, xin thần cho phép con được kiện ông trời. Cứ kiện hoài, ta đã nói rồi. Đây á, các ngươi khổ dân đen khổ không phải là do thiên mà là do nhân. Là sao con không có hiểu? Ông có hiểu không? Giải thích cho người ta nghe. Dạ, đi. Con là quan mà con cũng không hiểu ông nói gì. Thần thánh cũng phải đau đầu. Thôi ta nói quệt tẹt ra luôn cho rồi. Là sao? Nói chung á, dân đen mà khổ không phải là do ông trời. Dạ. Mà là do con người. Dạ. Bởi con người á, như cái đám này đó nghe. Dạ. Nó cai trị cái vùng này. Dạ. Mà nó ngu dốt, nó không học hành gì hết. Nó chỉ biết thu tiền. Dạ. Cho nên dân khổ. Dạ. Chứ không phải là vì trời đâu. Dạ. Rồi đây ta nói, cái huyện Trần Ai này sẽ có một cơn đại hồng thủy. Hả? Là sao vậy thần? Do trên thượng nguồn nó ngăn đập. Mưa lớn nó sẽ xả nước xuống đây. Cả cái huyện này sẽ không còn một bóng người. Trời ơi, như vậy là bá tánh sẽ chết hết. Chết hết sao thần? Cứu bá tánh đi thà ơi. Hoàng ơi, cứu Hoàng ơi. Bà già mà bà ham sống dữ vậy. Dạ thần. Đại hồng thủy tới, dân chết hết, vậy quan quyền có chết không thần? Cái đó cũng tùy. Hả? Vậy là có cách hả thần? Cách gì vậy thần? Nếu tin ra thì vẫn còn có cách. Có cách? Nếu các người muốn cái huyện này bình yên. Dạ. Phải làm một cái trấn yểm. Nhưng chi phí hơi cao. Yểm bằng bùa hả? Yểm bằng bùa lỗ ban. À. Nếu buồn buồn tao chơi bùa lỗ mãn. Hả? Cái gì vậy? Nhưng chi phí hơi cao à? Chi phí hơi cao. Trời ơi, ông trời ông ngó xuống mà coi nè. Dân ăn không có ăn, lấy tiền đâu mà lãng phí. Rồi đây chắc là dân làng chết hết. Chết tàn, chết mạc, chết khạc ra tro, chết thò ra máu. Chết quá trời. Chết tanh bành tẻ bẻ, chết rụt thay thì sao hỏi ông trời. Trời ơi, con rảnh quá. Cha đó cái nước thượng. Tụi mày xây đập, mày muốn cho nước hạ hạn hán, mày muốn cho dân nước hạ chết hết.
trời không dung đất không tha tụi bay đâu. Ông trời ơi, ông trời ơi, sao dân nước Hạ còn khổ quá. Ông trời ơi, ông trời ơi. Mà nín đi. Dạ thưa thật, chi phí hết bao nhiêu vậy? Chi phí nếu yếm cho cái làng này, cái huyện này yên ổn, tổng cộng 600 lượng. Hả? 600 lượng? Mắc quá. 600 lượng để phải cứu cái làng này. Phải. Nếu mà cứu riêng một cái biệt phủ thì là giá bao nhiêu? Biệt phủ đó của ai? Và của con. Cứu cả cái huyện này chỉ có 600 lượng. Dạ. Cái biệt phủ của ông thì đáng xa gì. Dạ. Yeah. Ta lấy 6.000 lượng thôi. Vậy là 600 lượng với 6.000 lượng là nó trên lệch dữ lắm đó nha Hoàng. Trên lệch là đúng rồi. Tính từng đầu người trên dân đen. Dạ. Cả cái huyện này gom lại chưa được 600 lượng. Riêng cái biệt phủ ông này, cái dòng họ của ông ai cũng làm quan chức, hương chức, hội tề, cường hào, ác bá. Tính ra đầu người 6.000 lượng còn rẻ chán nữa mà. Vậy quan tính sao quan? Dạ. 600 hay 6.000 quan? Mày cho tao suy nghĩ. Dạ. Làm quan mà. Dạ. Mà phải lo cho dân. Dạ. 600 lượng mà cứu cái làng này. Dạ. 6.000 lượng là cứu cái biệt phủ của ta. Dạ. Được. Tao quyết định. Dạ. Sao quan? Tao cứu cái biệt phủ của ta trước. Hả? Dạ trời ơi con lại quan. Quan ơi con lại quan. Lại quan, quan làm ơn, quan bỏ ra 600 lượng quan cứu. Cứu cả cái xứ này đi quan ơi. Con biết quan làm quan, vàng bạc của quan chất cao như núi. Quan quơ, quan quào, quan bóc, quan hốt. Dân đen tụi con đâu có dám kêu than đâu. Bây giờ bỏ ra 600 lượng đối với quan giống như con chuột cống mà rụng một sợi lông vậy. Quan làm ơn, quan cứu dân đen tụi con đi thì quan mới có nguồn thu. Cứu dân xong rồi quan muốn tăng bao nhiêu thuế thì tăng, muốn vẽ ra bao nhiêu loại phí thì quan vẽ, quan muốn xây bao nhiêu trạm thu phí dân con cũng chịu, quan cướp đất của dân mà xây nghĩa trang dân cũng đồng ý. Con lại quan, quan cứu dân đi quan. Nè con mẹ già kia, bà gian sinh hay bà rủa xả quan vậy? Cả hai. Trời đó, trời đó coi. Mà quan ơi, em thấy vậy nè, quan bỏ 600 lượng rồi quan cứu cả xứ này. Vậy đi, chứ đừng cứu riêng biệt phủ. Bây giờ trong có huyện có nhà ấy mà quan. Trâu gì hết quan ơi. Mày ngu quá. Ngu cái gì mà ngu? Nghe tao nói nè. Bây giờ tao lo cứu cái biệt phủ của tao trước. Ừ. Để cho gia đình tao bình yên vô sự. Để cho cái dân làng này Đại Hồng Thủy tàn phá, đúng cái nghĩa là trần ai khoai cụ. Lúc đó thiên tai lũ lụt, mấy cái làng bên mới khô hào cứu trợ, thiên triều đình mới rót tiền xuống. Lúc đó tao với mày tha hồ mà hố. Trời ơi, gì vậy? Cái lũ tham quan ô lại. Trời ơi, ông trời ơi, ông ngó xuống mà ông coi nè. Ông trời ơi. Ê, bà có sao không vậy? Ngạc nhiên gì, hãy đụng chuyện là bà xỉu à. Bà xỉu từ đó dữ dữ lắm. Cầm miệng. Tao nổi điên với hai thằng này lắm rồi. Tụi bay, tụi bay hương chức hội tề là quan phụ mẫu chi dân mà nhìn dân như vậy mà tụi bay yên lòng được à? Được, ngày hôm nay tao không thế thiên hành đạo, tao không còn ở mảnh đất này nữa. Tao nói thiệt cho tụi bay biết, tao không phải thần hoàng bổn cảnh. Coi đây. Cái gì vậy? Trời đất ơi, con cóc. Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang. Ở đó cóc, con cóc đó, em tính hát con cóc. Đồ cóc ké mày, mày giỡn mặt ha. Một lát còn lấy cây tôi quýnh mày chảy máu đầu cho mày coi. Mày ngon ha. Mày mới ngon ha hả? Mày ngu vậy? Ngu gì quá? Mày không nhìn kỹ ha. Cái đó là ân gia của Dương gia, chỉ có thượng thư bộ hình mới có thôi. Hả? Ông này chắc chắn là quan thượng thư. Con cóc, con. Phải. Ta là quan thượng thư bổ hình, dân lệnh của Dương gia. Cầm chiếc ấn trên tay,
như thấy Dương gia tại sao không quỳ? Dạ, con xin ra mắt quan thượng thư. Đây là thượng phương bảo cốc. Hả? Hả? Tiền trảm hôn quân. Ấu. Ghê quá vậy. Hậu trảm nịnh thần. Mày nãy giờ mày đụng chạm tao nhiều lắm rồi nha. Yeah. Mày chửi tao không biết bao nhiêu lần. Yeah. Thì ở đó mày chờ tao. Dạ. Như quản tha tội giùm em thấy con cóc em tưởng em thấy mưa chứ em đâu có biết cái gì đâu. Thấy cóc như thấy ngừ. Dạ. Cóc rồi. Biết cái gì. Cho tao chút. Bà lão rồi. Bà lão. Tỉnh dậy đi. Tôi tới thiên đàng rồi hả? Không có. Bà vẫn còn ở làng khoai cũ. Ta nói thật cho bà biết, ta không phải pháp sư. Dạ. Ta là quan thượng thư bộ hình. Dạ. Dạ quan. Bà đứng lên đi. Dạ. Có ta ở đây không ai dám làm gì bà đâu. Dạ. Bà lão à. Dạ. Đây có tráp vàng, bà đem bà phân phát cho dân làng hộ ta. Dạ 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 con không dám đâu. Con đem vàng này về. Quan về trển ở đây mấy ông này ông trả thù dân đâu có chịu nổi. Bà yên tâm cứ cầm đi. Dạ được không quan? Ta đã cầm con cóc này trên tay. Ta có quyền cách chức nó mà. Dạ dạ. Đem đi đi. Quan quan cho con hỏi. Nó tham nhũng vậy, quan xử nội bộ hay đưa hai cây củi này vô lò? Ta sẽ đưa thẳng hai cây củi này vô lò. Dạ, dạ trời ơi. Con đội ơn quan, trời đã chứng rồi. Có một vị quan thanh liêm như thế này là dân đỡ khổ. Dạ, con đội ơn quan. Bà đi phát cho dân làng dạ. Ta nha. Bà con được cứu rồi. Bà con được cứu rồi. Cái con mẫu kia, cái của đó. Đứng lại. Người muốn làm gì? Dạ, lấy cái của. Của đó chỉ là ít thôi. Muốn lấy không ta chỉ chỗ nhiều hơn cho lấy. Ở đâu ạ? Quan huyện. Dạ. Đưa hết số tiền vàng của người tham nhũng ra đây cho ta. Dạ. Dạ tiền nào? Không qua mắt được ta đâu. Ta đã điều tra vụ án này lâu lắm rồi. Ôm trong này nó nở lên như vậy mà nói không có hả? Đưa đây. Dạ. Đưa đây. Bằng chứng rành rành. Giỏi cho quan tri huyện hay cho quan tri huyện, ông tính hay lắm. Đổi ra ngân phiếu như thế này, khi ông cần có chuyện gì, ông chỉ cần chuyển nhẹ nhàng thôi chứ gì. Ông tính như không bằng ta tính đâu. Nay ta cách chức ông. Ông phải làm một cái gì bằng. Nói gì thì nói, ở chốn quan trường anh em phải thương yêu nhau. Ông lỡ một lần ta có thể cứu ông được, nhưng ở đây ông muốn giữ lại cái biệt phủ của ông chứ gì. Dạ. Khi cách chức chắc chắn trên triều đình sẽ lấy lại cái biệt phủ đó. Hả? Ông nghe lời ta, chuyển tên cái biệt phủ đó qua cho con rể ta đứng giùm. Ủa cái này sao ngộ hả quan? Ủa chuyển là sao? Chuyện đó là chuyện của ta. À. Chuyển cho con rể ta đứng giùm. Sau này xong xuôi công chuyện, con rể ta chuyển lại cho ông. Vậy là ông vẫn còn giữ cái biệt phủ. Dạ. Yeah. Còn cái số vàng này, bao nhiêu tiền đây? Dạ, bao nhiêu vàng? Dạ 10.000 lượng. 10.000 lượng. Đây là bằng chứng mà ông có thể bị tru di cửu tộc. Hả? Tru di cửu tộc. Bây giờ ông làm một cái di bằng, ghi là 100 lượng cho ta. Hả? Ủa? 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 Gì vậy? Sao 10.000 mà sao tuột xuống cái còn 100 lượng hả quan? Ông dại quá. 10.000 lượng là tru di cửu tộc, ngắt một phần tru di tam tộc, ngắt một phần nữa tru di một gia đình, ngắt một phần nữa tử hình, ngắt một phần nữa án treo. Vậy bây giờ 100 lượng để treo hay là tru? Dạ. Dạ treo đi, tru nó mỏi miệng lắm. Vậy thì ghi vô di bằng là ta thâu của ông 100 lượng.
Dạ, ghi cũng được. Nhưng mà quan cho em xin cái phần còn lại được không? Cái gì? Dạ, dạ xin. Xin cái phần còn lại? Dạ, nhỏ mà đâu có nhiêu. Chắc là nãy giờ tôi làm việc với mấy ông ở làm chùa chắc. Toàn bỏ nước miếng ra chắc. Mang con cóc này đi mệt chết rồi. Cái này 100 á là ta trình cho Dương gia. Còn nhiêu á là của ta. Hả? Ủa? Cái gì vậy? Vậy còn cái biệt phủ cái nhà. Cái biệt phủ đó là đưa qua cho ta. Rồi. Nói chung là bây giờ ông không còn cái gì hết. Mấy ông nhỏ mà mấy ông còn ăn được. Ta lớn hơn mắt mới ta không ăn. Trời đất ơi. Trời ơi. Đâu phải là thanh liêm. Trời đất quỷ thần ơi. Chết mình rồi. Bước vô hồi nãy ông giảng quá trời rồi đó. Ông chửi mình quá trời rồi đó. Ông nói mình xúc vật. Im lắm. Bây giờ ông xúc gì đây trời ơi. Quan Nguyễn. Dạ. Cởi áo dài khăn đóng ra cho ta. Từ nay ngươi không còn làm quan nữa. Nhanh. Dạ. Đưa đây. Dạ, cởi thiệt hả quan? Cởi ra. Nhanh đi. Ủa sao? Ở ngoài cô đẹp lắm mà ở trong thấy gốm mà. Ê, vẫn nhớ về tuổi thơ đó chứ. Vẫn nhớ về cái thời cực khổ chăn dê màu cỏ non nè. Ta đi nha. Dạ. Rồi. Vậy là quan coi như không còn cái gì hết. Rồi trở lại kìa. Cởi cái quần ra luôn. Trời ơi cái gì quan? Nhanh đi. Cái gì quan ác dữ vậy? Nhanh đi. Tru di cửa thập. Nhanh lên. Dướng tôi dài. Đưa đây. Trời ơi. Tao làm quan đã không ăn thì thôi. Nếu tao ăn, tao ăn tới cái quần tao cũng ăn. Má ơi. Cái gì? Dòm quan thiệt em muốn tự thiêu ghê. Mặt mày mà tự thiêu mày. Ở trên thì xanh đọt chuối, ở dưới là giống như cái cầu vồng. Hầu tối hôm qua chắc quan ghé ở cái trạm nào rồi phải không quan? Hàng hăng, tao đâu có giặt đồ được. Hôm qua tao ghé nhà vợ nhỏ mày. Thôi quan tính gì quan tính. Số của quan bây giờ là công cốc rồi, con cốc nó tát hết rồi. Em gì chứ em còn nè. Em về em lo lại cái phần kia. Lũ lụt mà có tràn xuống, em cũng có tiền để mà em cứu vớt này. Cái phần này phải chia cho tao. Chia mốc chị. Chia bảy ba. Chia bảy ba đi. Nè, bước lại. Nè, anh nói cho biết nha. Ông không còn làm quan. Cứu tao. Đó. Bà con thấy không? Ăn không đồng, chia không đủ, cho nó quýnh lộn nhau vậy đó. Nhỏ ăn theo nhỏ, lớn ăn theo lớn. Lớn hơn rồi ăn theo lớn hơn nữa. Ông trời ơi, liệu có ông Dương gia thiệt không? Nếu có ông Dương gia thiệt, cầu xin ông xuống đây, ông xử tụi này cho dân làng bớt khổ. Dương gia ơi là Dương gia ơi. Dương gia hả? Mày ăn được đâu. Mày ăn cũng có tao.